Trân trọng kính mời Đức Cha, quý tôn và quý khách an tọa. Xin mời giáo dân xứ Yablu đứng. Giờ đây, xin mời ông đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ có đôi lời chào mừng gửi đến Đức Cha và quý tu sĩ nam nữ cùng quý khách. Trọng kính Đức Cha Aloisio Giám mục Giáo phận Kon Tum. Kính thưa cha đại diện giám tỉnh, tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,
Kính thưa cha hạt trưởng hạt Chu Xê, kính thưa cha bề trên cộng đoàn Lê Cô, kính thưa quý bề trên, kính thưa quý cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể quý khách. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân ngày trọng đại này của giáo xứ Jabalus, con xin thay được thay lời cho toàn thể giáo dân giáo xứ, kính mời Đức Cha và cộng đoàn phục vụ qua tiểu sử giáo xứ để thấy được những ơn ban của Thiên Chúa đổ xuống trên giáo xứ chúng con và hiệp lòng tạ ơn Ngài. Kính thưa Đức Cha, quý tu sĩ và quý vị ân nhân, thân nhân, giáo dân Gia Bờ Lứ bao gồm hai xã Gia Le và Gia Bờ Lứ là vùng kinh tế mới nằm điểm đầu tỉnh Gia Lai, dọc theo quốc lộ 14 từ cầu 110 đi lên thành phố Lê Cô 70 km. Tổng hai xã đàn 100, trong đó Gia Lai chiếm 70%, sống 975 cho đến nay. Đa số dân kinh các miền di đến làm kinh tế, cuộc sống cơ khổ, tiêu chết hàng loạt, khoai mì kém không đủ ăn, đời sống đức tin gặp nhiều khó khăn từ nhiều phía, không có nhà thờ, không có linh mục mà họ vẫn trung thành giữ vững đức tin. Và nhất là trong khoảng năm 1997 đến năm 2000, theo lời mời gọi của cha Giuse Trần Sĩ Tín, kêu gọi đọc kinh, cầu nguyện và thăm hỏi các gia đình, một số bà con ở giáo xứ Phú Nhơn đến thăm hỏi được một số gia đình, và chính nơi đây đã hình thành nên hạt giống đầu tiên của giáo xứ. Từ việc dâng lễ tại gia, từ nhà ông Bảo, bà Đào đến nhà Ma Lưới, nhà Ma Huế, và được nhiều cha, nhiều tu sĩ cầu nguyện giúp đỡ để chúng con trở thành giáo họ Đa Minh. Đến năm 2011, cha Phaolô Nguyễn Đình Thi được sai đến tiếp tục sứ vụ các bậc cha anh đi trước. Năm 2012, được dựng ngôi nhà thờ tiền chế ở làng Búi Bê làm nơi sinh hoạt tôn giáo chung cho người Kinh và người Gia Lai. Đến năm 2015, cha Phaolô chuyển vào thôn Phú Vinh, xã Gia Bờ Lứ, và chính mảnh đất này đã được gầy dựng trở thành giáo xứ Gia Bờ Lứ hôm nay. Và giáo xứ chúng con hôm nay, lúc khởi đầu người Gia Lai chỉ có 70 người theo đạo, giờ được 940 người, người Kinh khoảng hơn 1.000 người, tổng số hai xã giáo dân gần 2.000 người, gồm 7 giáo họ người Kinh và 7 làng Gia Lai, sống cách nhau khoảng 20 km. Các nơi dân thánh lễ đều tạm có được một ngôi nhà thờ xứng hợp để thờ phượng và làm nơi quy tụ cho toàn vùng, là mong ước của bà con nơi đây. Nhờ lời cầu nguyện của Đức Cha, quý tu sĩ và toàn thể giáo dân trong giáo xứ, cũng như quý ân nhân, thân nhân xa gần, Chúa đã nhận lời nguyện xin của chúng con, để rồi ngày 23 tháng 6 năm 2020, giáo xứ chúng con đã chính thức nhận được giấy phép xây dựng nhà thờ từ Tòa Giám mục Kon Tum. Và đến ngày 17 tháng 11 năm 2020, được giấy phép xây dựng của chính quyền các cấp, đó là quả thật là một hồng ân lớn lao đối với chúng con. Giờ đây, kính xin Đức Cha, quý tu sĩ Lam Nữ, quý ân nhân thân nhân xa gần và toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp ý tạ ơn với giáo xứ chúng con trong thánh lễ đặt viên đá này, và xin tiếp tục cầu nguyện cũng như trợ giúp chúng con cách này cách khác để công trình xây dựng nhà Chúa của chúng con được hoàn thành tốt đẹp như theo như ý Chúa muốn.
Xin kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ. Đức Chúa Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng anh chị em. Kính thưa cha đại diện, cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Kính thưa quý cha hạt trưởng, quý cha bề trên, quý cha đồng tế. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhất là quý ông bà, anh chị em ở tại giáo xứ Gia Lư này. Hôm nay là ngày vui mừng cho giáo xứ riêng, cũng như là cho giáo phận nói chung ở trong một giáo xứ ở cửa ngõ cực nam của giáo phận. Sau bao nhiêu năm tháng mong mỏi có được ngôi nhà thờ cho giáo xứ, như chúng ta vừa mới nghe vị đại diện của giáo xứ lược qua cho chúng ta biết cái quá trình cũng như là sự hình thành của giáo xứ Gia Lư ở đây. Ở đây trước đây cũng là thuộc về vào cái vùng sâu vùng xa khó khăn. Dù vậy, anh chị em đã vững vàng sống đức tin của mình, giữ đức tin, sống đức tin, và hôm nay Chúa bù đắp cho anh chị em có được ngôi thánh đường sắp sửa mọc lên nơi đây. Chúng ta đã thấy có những hàng cột đã sẵn sàng. Thì xin Chúa ước mong cho ngôi nhà thờ này đầu xuôi thì đuôi lọt sẽ, như người ta nói, sẽ được hoàn thành trong tương lai gần đây. Và qua thánh lễ này chúng ta cũng xin dâng công trình xây dựng cho Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho công trình này bằng cách cho có nhiều ân nhân giúp đỡ, và cho anh chị em trong giáo xứ biết cùng chung tay với cha xứ, cộng tác với cha xứ để công trình được thực hiện một cách mau chóng. Và lát nữa đây sẽ có việc làm phép diện tích ngôi nhà thờ, cho nên khởi đầu sẽ không có nghi thức sám hối. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng hội thánh xây trên nền tảng các tông đồ, và có chính Đức Giêsu Kitô là viên đá góc tường. Xin cho dân Chúa tập họp nơi đây nhân danh Chúa, biết kính sợ, yêu mến và đi theo Chúa, để họ trở thành đền thờ làm rạng rỡ danh Chúa, và sau này đạt tới thành đô vĩnh cửu trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Thiên Chúa muốn có đền thờ ở trần gian như dấu chỉ cho sự hiện diện của Người, để Người gặp gỡ và nhận lời khẩn cầu của dân Người. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này, là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển, để theo ông Mô-xê,
tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô, nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã bị ngã trong sa mạc. Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. Đó là lời Chúa. Lời với Đức Talsa, hiệp khoa ở đây mà mừng ra ở Paulo chìm ý Talsa, cơ bình Christo Corintho. Cơ dư ta, ở đây ở dòng, có bộ kèng ô, kì bộ thao ta lời ở này. Bình âm mà tuôn bình ta, ở bình bàng tổ lê gà hạ cúp cơ thôl. Ở bình bàng cơ nhô gần lê yà rơ sĩ. Ở bình bàng cơ nhô, bình nhụ lê tòm mô xe âm mang cơ thôl. Hàng âm mang yà rơ sĩ, Api bang kenyo bong le sa anyam mung chua. Api bang kenyo mnyum le mung ya chua ate. Sip kenyo mnyum le bay poh patao kok mung chua ate kiao tui kenyo. Poh patao anun po Kristo ye. Sama lu po amang bing kenyo bokap pran hua yang ate o. Kyata kenyo ye pertok pertak amang tron blaj. Tum ta lai nun, ching le kru ka ta, dah ma ta anam hup hor, ta tan kar hang ka nyo tong ta. Anun, hiap hoa yang a te pia. Chúa Thiên Bình, cả ai thay cung điện của Ngài. Ôi Chúa Thiên Bình, cả ai thay cung điện của Ngài. Linh hồn tôi khát khao và mòn mỏi, tôi mong được vào I
phần ngay ngụ cư ở nơi khác, mong được từ nơi ngưỡng cửa nhà chùa cao cả. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Pêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với các ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Lâm Giêsu qua Trúpơ Trinh Caesarea ơi Philippi, như đã bị chót tôi rằng lại lời à nã mân núi gần như lại đã lại ít do han phô bờ nhũ đã lại Elia binh phô bờ con lại Jeremia phô ta sa chô phô bài hép ê tê Giêsu qua lại cờ gần nhu sa mỡ binh ghi lại cao lời Simon Petro lại ipo Cristo ana khoa giang ê tê po long ở tiếp Giêsu qua lại cờ nhu mà dun ác cờ ý Simon par yolat bu giờ ô chợ đẻ xa hang tra cơ tắc mờ núi pra đá trời ảnh nun cờ ít sa mỡ a ma câu
phô tô pơ ê tê hằng cao lại cơ ý ý bơ tàu bơi bơ tàu này cao am ra bơ tông khôn chờ nôn cao pran cơ tật rự tế tàu bu tui cơ nhu ô. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta cùng quy tụ nhau đây để cùng dâng thánh lễ, đặt viên đá đầu tiên cho ngôi nhà thờ ở tại giáo xứ Giáp Lư này. Lễ đặt viên đá, cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy các bài đọc đã nói tới đá, nói tới viên đá. Bài đọc thứ nhất chúng ta thấy Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Corinto nói tới viên đá ở trong sa mạc mà Môi-se đã vâng lệnh Chúa lấy gậy đập vào tảng đá để từ đó, từ viên đá chảy ra một dòng nước để cho dân chúng đi trong đang đi trong sa mạc, đang là trong cái cơn khát dữ dội, cho dân chúng cũng như là cho đàn súc vật được có nước để mà uống. Chúng ta thấy nước là cần thiết lắm. Người ta có thể nhịn ăn được nhiều ngày nhưng mà không thể nhịn khát được. Nước rất cần thiết, nhất là trong cái vùng nắng nôi sa mạc thì chắc là khát nước lắm. Chúng ta ở trong những cái vùng đồi núi như thế này mà trong mùa hè chắc chắn là cũng mong chờ có nước để mà mình sống cái đã. Uống có nước để mà uống, có nước để mà sinh hoạt. Có nước thì mới nấu nướng gì được. Tắm giặt cũng cần phải có nước. Rồi cây cối cũng cần phải có nước. Không có nước thì chết khô. Cho nên chúng ta thấy nước là rất quan trọng. Và Thiên Chúa đã cho từ tảng đá chảy ra nước để cho dân chúng được có cái để giải khát. Đó thì chúng ta cũng có thể thấy được là Chúa Giêsu chính là cái tảng đá mà từ đó nước hằng sống được vọt ra để cho tất cả dân của Chúa được nuôi sống. Và cái dòng nước mà trong tin mừng Thánh Gioan có nhắc tới đó chính là Thánh Thần. Hay là một cách chung nữa thì đó là ơn của Chúa. Chúng ta hôm nay làm phép viên đá cái ngôi nhà thờ, nó dính liền với cái viên đá đó. Và cái ngôi nhà thờ là tượng trưng cho hội thánh của Chúa, là thân thể của Đức Kitô. Cũng từ ngôi nhà thờ mà những ơn lành của Chúa được ban xuống cho tất cả những ai đến đây để tham dự các nghi lễ phụng vụ, đến cầu nguyện xin ơn của Chúa. Và chắc chắn
ngôi nhà thờ là cái nơi là trung tâm của giáo xứ, từ đó phát xuất ra những ơn lành của Chúa. Rồi chúng ta thấy trong bài tin mừng có nói tới một cái viên đá khác. Viên đá đó là viên đá Phêrô. Chúa Giêsu là viên đá quan trọng và viên đá góc tường. Còn Phêrô cũng như các tông đồ đó là những ngôi đá, những cái đá xây nên ngôi nhà thờ và đặt nền móng trên các tông đồ, và đặc biệt là Phêrô như Chúa Giêsu nói tới: "Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy." Chúa xây hội thánh của Chúa trên nền tảng các tông đồ. Và chúng ta thấy ngôi nhà thờ muốn chắc chắn như nhà thờ của chúng ta hôm nay đây có bao nhiêu là cột bê tông, nhưng mà chúng ta đây là trên mình chỉ thấy cái phần nổi thôi, còn ở dưới đất á, chìm ở dưới đất á, là cái nền móng chắc chắn là phải tốn nhiều lắm, nhiều tiền lắm để có thể cho cái ngôi nhà thờ nó vững vàng. Thì nền móng của giáo hội của Chúa là các tông đồ. Và mỗi một người chúng ta cũng được mời gọi trở nên những viên đá sống động, những viên gạch sống động để xây lên ngôi nhà thờ của Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy nói tới đá, nhưng mà cũng đồng thời cũng nói tới ngôi đền thờ. Bài đáp ca chúng ta cùng hát chung với nhau, cái ngôi đền thờ được xây lên và rất là hạnh phúc cho chúng ta để chúng ta tiến lên đền thờ của Chúa, làm việc thờ phượng Chúa. Và từ ngôi đền thờ này mà chúng ta lãnh nhận được những ơn lành của Chúa. Anh chị em hôm nay, hôm anh chị em ở Giam Lứ hôm nay có sắp sửa có được một ngôi nhà thờ khang trang. Và từ đây anh chị em sẽ có các lễ nghi phụng vụ. Từ đây anh chị em sẽ được lãnh nhận ơn lành của Chúa qua các bí tích, qua thánh lễ, cũng như là qua các bí tích khác được đem xuống, được ban xuống cho anh chị em. Hôm nay chúng ta đối diện với ngôi nhà thờ vật chất được xây dựng nên ở nơi đây. Nhưng mà cái ngôi nhà thờ thiêng liêng của chúng ta đó chính là giáo hội. Nơi đây chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên giáo hội của Chúa. Và chúng ta đang ở trong tình trạng sống ở trần gian, cho nên cũng cần cái ngôi, cái giáo hội của Chúa cũng cần phải có một cái hình ảnh nào đó để tượng trưng, nói lên cái gì nó hữu hình để mình có thể nhận biết được. Thì hội thánh của Chúa chính là ngôi nhà thờ của giáo xứ. Và cái ngôi nhà thờ hôm nay ở trần gian này cũng là hình ảnh của thành thánh Jerusalem trên trời. Nơi đó chúng ta hiện tại bây giờ đang là những lữ khách, chúng ta sẽ tiến về đó, về cái ngôi đền thánh thiên quốc, chính là nước trời. Hôm nay toàn thể giáo xứ Giam Lứ vui mừng vì có ngôi, sắp sửa có ngôi nhà thờ mới, và hôm nay với nghi lễ làm phép viên đá đầu tiên để cho công trình xây dựng được tiếp tục. Thì dù cái công trình có vĩ đại, có tốt đẹp đến đâu, nhưng mà nó cũng chỉ là cái hình ảnh, nó cũng chỉ là cái ngôi nhà thờ vật chất. Cái ngôi nhà thờ thiêng liêng mới là cái quan trọng. Nhà thờ thiêng liêng đó chính là hội thánh của Chúa. Và ngôi nhà thờ thiêng liêng cũng là chính mỗi một người chúng ta. Linh hồn của chúng ta
đó chính là ngôi đền thờ mà Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ ngự trị ở đó, là đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần. Chính vì thế mà chúng ta phải làm sao để cho mình trở thành những ngôi đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị ở đó. Và từ ngôi nhà thờ của mỗi người, và chúng ta họp chung lại để làm nên giáo hội của Chúa trong một ngôi đền thờ là hội thánh của Chúa. Amen. Kính thưa cộng đoàn, sau đây là nghi thức đặt viên đá xây dựng thánh đường giáo xứ Yablu. Ý nghĩa của nghi thức này là để xin Chúa chúc phúc cho công trình xây dựng được hoàn thành tốt đẹp, đồng thời cũng nhắc nhở cho dân Chúa về ý nghĩa của thánh đường. Thánh đường là hình ảnh của giáo hội, là nhà của hội thánh, được xây dựng từ những viên đá sống động bởi công sức đóng góp của mọi người để xây dựng nước Chúa ở trần gian. Nghi lễ đặt viên đá xây dựng thánh đường giáo xứ Yablu gồm 4 phần. Phần thứ nhất là công bố văn thư của Đức Giám Mục cho phép xây dựng thánh đường mới. Phần thứ hai là làm phép diện tích thánh đường mới. Phần thứ ba là làm phép viên đá xây dựng nhà thờ. Phần thứ bốn là lời nguyện chung. Giờ đây, để bắt đầu nghi thức, xin kính mời ông đại diện Hội đồng Giám mục Giáo xứ Yablu trình văn thư của Đức Giám mục Giáo phận cho phép Giáo xứ Yablu được xây dựng ngôi thánh đường mới. Và chúng con xin kính mời cha quản hạt Giáo hạt Chư Sê công bố văn thư. Tòa Giám mục Công Tôm, giấy phép căn cứ điều 1215 và 1216 trong Bộ Giáo luật 1983 của Hội đồng Công giáo, căn cứ đơn xin xây dựng nhà thờ giáo xứ Yablu ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Linh Mục Phaolô Nguyễn Đình Thi, Chánh xứ Yablu, Giáo hạt Chư Sê, Giáo phận Công Tôm. Tôi, Amlogio Nguyễn Hồng Vị, Giám mục Giáo phận Công Tôm, cho phép xây dựng nhà thờ Yablu nằm trên địa bàn thôn Phú Vinh, xã Yablu, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai, thuộc Giáo hạt Chư Sê, Giáo phận Công Tôm. Tòa Giám mục sẽ quan tâm giúp đỡ xứ Yablu có đủ kinh phí để hoàn thành sớm công trình, làm tại Công Tôm ngày 23 tháng 6 năm 2020. Đã ký Amlogio Nguyễn Hồng Vị, Giám mục Giáo phận Công Tôm. Nghi thức làm phép diện tích nhà thờ mới. Tiếp theo, Đức Giám mục làm phép và đại nước thánh trên diện tích ngôi thánh đường mới. Đức Giám mục dâng phần đất này để Thiên Chúa ngự trị và nhắc nhở tín hữu luôn ý thức nhà thờ là nơi thánh. Xin mời cộng đoàn đứng.
làm phép diện tích nhà thờ. Lạy Chúa, Chúa đổ tràn sự thánh thiền của Chúa trên khắp hoàn cầu, để nhân danh Chúa được rạng ngời khắp nơi. Xin Chúa chúc phúc cho con cái Chúa đây là những người đã dâng cúng và lao nhọc để chuẩn bị diện tích này cho việc xây dựng ngôi nhà để kính Chúa. Xin cho họ ngày nay khi đồng tâm xây dựng công trình này thì ngày mai sẽ vui mừng cử hành các mầu nhiệm trong đền thờ Chúa và sẽ ca tụng không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mọi đền thánh và mọi cuộc đời. Chúa là Cha Chí Thánh, con một Cha sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã được các tiên tri loan báo là đá, không phải do tay người phàm làm ra, và đã được các tông đồ tuyên bố là nền móng không thể lay chuyển. Xin Cha là đá đầu tiên này để chúng con đặt người Cha làm nguyên thủy và cùng đích mọi tạo vật, thì xin Cha cũng để người hướng dẫn công trình này từ khởi sự cho đến hoàn thành. Người ăn sống và yên trí muôn đời. Xin cộng đoàn cùng hướng về đoàn trước. Chúa chẳng xây nhà, thời để vân vân.
Đời mưa xa bay xem có đôi tay, lo lắng rừng xây biết bao nhiêu đồng nhân, nhưng Chúa bên rằng tất cả là do Chúa. Nếu Chúa không phù trì, đời con đâu có gì. Sẽ lãnh nhận được sức mạnh và ơn thánh của các nhiệm tích bởi trời. Chúng ta sẽ kêu cầu và ngợi khen danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nguyện chúc người được vinh quang và uy quyền thống trị đến muôn thuở muôn đời. Giờ đây, xin cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời nguyện chung. Anh chị em rất thân mến, chúng ta cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, người đã tập hợp chúng ta nơi đây để xây dựng dâng kính người ngôi thánh đường mới. Xin người cũng xây dựng chúng ta nên đền thờ sống động trên viên đá góc là chính Đức Giêsu Kitô, để chúng ta chúc tụng tôn vinh danh người. Chúng con cầu xin Chúa cho hội thánh là thân thể Đức Kitô được phát triển không ngừng nhờ việc xây dựng của tín hữu, để mỗi khi Kitô hữu trở nên viên đá sống động trong tòa nhà Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa cho con cái Chúa đang khắp nơi biết tự hào tội lỗi là đầu mối được Chúa liên kết nên một trong tình thương của người. Lạy Chúa, xin chung hùng là gìn giữ hội thánh. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai quảng đại hy sinh, cầu nguyện và góp phần vào công trình xây dựng này,
luôn được Chúa cùng con lên nền tảng vững chắc là hội thánh người. Chúng ta cầu xin cho tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây được Chúa luôn thanh tẩy, hầu xương đang lãnh nhận các màu nhiệm thánh cử hành tại nơi này. Lạy Chúa, xin cho phúc và gìn giữ hội thánh Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin nhầm lời dân Chúa đang tha thiết cẩn nguyện cho công trình xây dựng nhà Chúa được luôn yêu thương và liên kết với nhau. Xin cho công trình này được mau hoàn tất để chúng con có nơi thờ phượng Chúa và lãnh nhận các mầu nhiệm thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn ngồi, thánh lễ sẽ được tiếp tục với phần phụng thánh thể. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, hôm nay trong tâm tình hân hoan của ngày lễ đặt viên đá xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ Gia Bờ Lứ, đoàn chúng con và ân thân, ân nhân xa gần từ muôn phương trên khắp mọi nẻo đường quy tụ về đây, mang theo bao tâm tình yêu thương, cùng lễ vật là bánh thơm, rượu nồng, là hương hoa trái ngọt và nến sáng trên đôi tay, tượng trưng cho bao công lao vất vả của kiếp người ngược xuôi, là nước mắt cùng với bao ước mơ hoài bão trong cuộc đời. Với tất cả những tâm tình và tấm lòng, chúng con thành kính dâng lên trước tòa Chúa những lễ vật khiêm hạ này, nguyện xin Chúa thương tình đoái nhận mà ban cho chúng con được tràn đầy ân phúc. Cha,
tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho Thánh Thần ngự xuống trên bàn thờ này, để Người thánh hóa những lễ vật của dân Chúa và thanh tẩy tâm hồn chúng con khi chúng con tham dự tiệc thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha, luôn chúc tụng và ngợi khen Cha thật là chính đáng. Khi chúng con lìa xa Cha vì tội lỗi, Cha lại muốn quy tụ tất cả chúng con về hiệp nhất với Cha, nhờ máu con Cha và quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì vậy, dân Cha là giáo hội, nhờ mầu nhiệm một Chúa ba ngôi liên kết, được nhìn nhận là thân thể Chúa Kitô và là đền thờ Chúa Thánh Thần, để ngợi khen Cha là đấng thượng trí vô song. Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tuyên xưng rằng: Maya Pia Ma, Maya Pia Ma, Maya Nuta. Sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thay qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn mẹ ra và trao cho ca môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tế tự ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho ca môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Ơn đại gia ra ta tươi cười. Bye.
sông lại chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và máu Đức Kitô đường quy tụ nên món nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Aloisio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho e tay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Cơn ăn bay dù bó ya, ram tâm dù bó ya, a mang dù bó ya, a bi băng bờ băng, hâm bờ ni ơ ớt cây qua dàn là tê, bó a ma cha bi bờ trư sa rom, tâm bố cho a tê trú rơ nô, trú rơ nô long la. Sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chính Ngài hiệp nhất chúng con nên một cùng trong đức tin. Xin cho mọi người liên kết mãi luôn một lòng tin yêu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nâng đến gần bàn thờ của Chúa mà sốt sắng tham dự lễ tế của Đức Kitô, để khi được người bổ dưỡng, chúng con nên một trong đức tin và đức mến và biến đổi thành hình ảnh sống động của người. Người ăn sống và yên trì muôn đời. Chúng con trân trọng kính mời Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách an tọa. Xin mời cộng đoàn giáo xứ Yablus đứng. Sau đây, cha quản xứ của chúng con dâng lên Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa lời cảm ơn. Đại diện cha giám tỉnh, tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, kính thưa cha quản hạt, kính thưa cha bề trên cộng đoàn, quý cha bề trên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách, trong tâm tình tri ân cảm tạ, giáo xứ chúng con luôn xác tín rằng nếu như Chúa chẳng xây nhà, từ nề vất vả cũng là uổng công. Vì thế, thánh lễ đặt viên đá này cũng là thời gian để giáo xứ chúng con dâng lời cảm tạ, đổi ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong suốt 6 năm qua. Kể từ ngày thành lập giáo xứ đến nay, một giáo xứ đang còn non trẻ về nhiều mặt, một giáo xứ tọa lạc trong khu vực xa xôi, hẻo lánh, với đủ thứ khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần, lẫn kinh tế xã hội. Thế nhưng, với bàn tay quan phòng, Chúa đã thương ban cho chúng con có được cơ hội để khởi công xây dựng nhà thờ giáo xứ. Từ ngày khởi công múc móng xây dựng cho đến nay, mọi sự đều diễn ra tốt đẹp. Chính vì thế, giáo xứ chúng con càng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con cách cụ thể hơn qua sự quan tâm, chăm sóc của mẹ giáo phận, mẹ nhà dòng, qua quý đức cha, qua quý cha, cũng như Chúa đã gửi đến cho chúng con những vị ân nhân xa gần, quảng đại giúp đỡ. Để những ngày đầu ấp ủ thành lập giáo xứ cho đến nay, trọng kính Đức Cha, những ân ban của Chúa dành cho giáo xứ chúng con càng được thể hiện rõ nét hơn nữa khi hôm nay giáo xứ chúng con hân hoan vui mừng vì được Đức Cha đến để chủ sự thánh lễ đặt viên đá cầu nguyện cho công việc xây dựng của giáo xứ chúng con. Đây thật là một niềm vui mừng hạnh phúc cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ chúng con cách riêng khi cảm nhận được sự gần gũi yêu thương của Đức Cha dành cho chúng con, đồng thời để chúng con có cơ hội bày tỏ tâm tình của những người con dành cho Đức Cha vì cha chung của giáo phận đã có những quan tâm ưu ái cho chúng con. Ngay từ đầu, khi nghe giáo xứ chúng con xin phép được khởi công xây dựng nhà thờ trong một bối cảnh đại dịch COVID đang diễn biến phức tạp, gây ra đủ thứ những xáo trộn trong đời sống đức tin
lẫn đời sống xã hội. Đức Cha đã an ủi động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng con có những thủ tục cần thiết trong việc xây dựng giáo xứ. Để bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng con dành cho Đức Cha, chúng con nguyện xin Chúa luôn luôn ban đầy tràn ân sủng cho Đức Cha. Đức Cha luôn luôn được mạnh khỏe, tiếp tục trong sức đàn chiên mà Chúa đã giao phó để bày tỏ tâm tình con thảo. Giáo xứ chúng con kính dâng dâng lên Đức Cha đó hoa thắm, xin Đức Cha thương nhận tấm lòng của chúng con. Giờ đây xin phép Đức Cha cho giáo xứ chúng con có đôi lời bày tỏ tâm tình với quý cha cộng đoàn dân Chúa, và đặc biệt là cha đại diện, cha giám tỉnh tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Giáo xứ chúng con xin được cảm ơn mẹ nhà dòng qua sự quan tâm chăm sóc của cha giám tỉnh đã đồng hành, động viên, nâng đỡ giáo xứ chúng con cách này cách khác. Ngay khi nghe chúng con bắt tay vào việc khởi công xây dựng nhà thờ ra bờ lứ, đó thật là niềm động viên khích lệ cho giáo xứ chúng con, cũng như cho chúng con cảm nhận được sự gần gũi của mẹ nhà dòng đã dành cho chúng con nơi chúng con phục vụ. Và giáo xứ chúng con cũng xin cảm ơn quý cha đồng tế, quý cha bề trên, các hội dòng không quản ngại đường xá xa xôi, hy sinh thời gian công việc phục vụ của mình để đến hiệp dâng dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Giáo xứ chúng con cũng xin được bày tỏ tâm tình tri ân đến quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, bạn bè xa gần và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã dành thời gian bỏ công sức đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con trong ngày trọng đại này. Cảm ơn cha Trần Sĩ Tính hôm nay cùng hiện diện ở nơi đây. Đây là bước chân đầu tiên của cha mà chúng con được nối tiếp. Hiện diện trong thánh lễ này là nguồn động lực và nâng đỡ chúng con rất nhiều. Giáo xứ chúng tôi cũng xin cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi khởi công xây dựng nhà thờ giáo xứ ra bờ lứ. Đặc biệt hôm nay cùng đến để chia sẻ niềm vui và có những lời chúc tốt đẹp cho công trình xây dựng này. Chúng tôi xin hết lòng tri ân. Chúng tôi cùng cảm ơn các tôn giáo bạn cùng đến đây chung chia niềm vui với giáo xứ chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm ơn những ân nhân và đặc biệt gia đình Đồng Nhung cho chúng tôi mượn rạp âm thanh. Chúng tôi cảm ơn những người đã công tác cho thánh lễ này được mọi sự sốt sáng, thánh thiện, tốt. Một lần nữa, giáo xứ chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha, cha quản hạt, cha đại diện, cha giám tỉnh, cha bề trên cộng đoàn, quý cha bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân thân nhân, chính quyền các cấp và toàn thể quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho công việc xây dựng giáo xứ ra bờ lứ chúng con. Xin tiếp tục nhớ đến giáo xứ chúng con trong lời cầu nguyện và xin rộng tay trợ giúp của cải vật chất để giáo xứ chúng con hoàn thành công trình nhà Chúa. Nguyện xin Chúa chúc lành trả công bồi hậu cho toàn thể quý vị. Giáo xứ chúng con xin cúi đầu cảm ơn. Giờ đây, kính xin Đức Cha ban huấn từ và ban phép lành cho cộng đoàn chúng con. Tôi có mời cha đại diện nhà dòng, nhưng mà ngài khiêm nhường quá, ngài không muốn nói.
Thì hôm nay chúng ta cùng vui mừng với giáo sư và Lữ đã khởi sự ngôi nhà thờ. Qua cái hình ở trên thiệp tôi thấy rất là đẹp. Và khi mà đi ở nhà đến đây, anh chị em ngồi xuống một chút. Ngồi xuống. Khi mà từ nhà đến đây thì nghĩ là chắc là cũng sơ sơ chút xíu cái móng gì thôi. Mà tới thấy hoành tráng quá, thấy cột lên hết rồi. Thấy là như vậy thì cũng có những cái điểm rất là tích cực trong cái vấn đề xây dựng nhà Chúa ở đây. Và chắc là cũng đã có nhiều người giúp đỡ. Và thường thì các cha hỏi trên đây chúng con xây nhà thờ Đức Cha có cho gì không? Đức Cha cho phép. Rồi mình cũng phải chịu khó đi xin chỗ này chỗ kia, chỗ thì Đức Cha cũng cho chữ ký. Chứ còn Đức Cha thì cũng không có, tòa giám mục cũng đang xây dựng mà cũng cần nhiều cái người ta gọi là vitamin T đó. Có biết là cái gì không? Phải có tiền thôi, không có tiền thì không có làm gì được hết. Đó, thì hôm nay chúng ta đến giáo sư Nhập Lứ kể như vùng sâu vùng xa, nhưng mà có một cái ngôi nhà thờ trong tương lai sẽ rất là đẹp đẽ như mà chúng ta thấy ở trên cái hình đó. Nhà thờ là cái trung tâm của giáo sư. Nhà thờ là cái nơi mà từ đó ơn Chúa được ban xuống cho cộng đoàn. Cho nên anh chị em biết quý trọng ngôi nhà thờ của mình. Vì từ đây, từ thánh lễ, bao nhiêu ơn ích của Chúa qua thánh lễ, qua các bí tích được ban xuống cho anh chị em. Nhất là anh chị em ở trong giáo sư Giàm Lư này. Và có lẽ anh chị em ở trong cái vùng này ngày xưa đó thì có lẽ là khá, bởi vì có tiêu là tốt lắm. Nhưng mà thì bây giờ nó cũng tiêu điều hết rồi. Thấy đi thấy các vườn đấy còn cái cột không thì chắc là cũng là khó khăn lắm. Cho nên có lẽ tiền bạc anh chị em cũng không có nhiều, của cái vật chất cũng không có nhiều để có thể giúp đỡ. Nhưng anh chị em có thể góp công, góp sức của mình vào trong cái công việc cộng tác với nhà xứ xây dựng. Và cũng xin cảm ơn các vị ân nhân sang gần và giúp đỡ để cho có kinh phí xây dựng nên ngôi nhà Chúa. Và một lần nữa xin chúc mừng, xin tôi cũng xin mặc phép để đại diện cho các cha trong giáo phận để chúc mừng giáo sứ Gia Lữ sắp sửa cả một ngôi thánh đường trang trang xứng đáng cho việc thờ phượng Chúa. Một lần nữa xin cảm ơn. Cha, quý cha đồng tế ở lại chục sau thánh lễ chục vô hình, chúng con kính mời Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách ở lại chung chia cùng giáo sư chúng con và bữa tiệc đảm bảo. Mời chị em đứng lên. Chúa cùng anh chị em. Này chung tùng danh Chúa, ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh. Lễ sống chúc anh chị em đi bằng an.